khởi tố đôi nam nữ vận chuyển 34 bánh heroin từ nước ngoài về Việt Nam. Quảng Bình, 4 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia đánh bạc. Bắt băng nhóm nhiều lần lẻn vào đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trộm tiền. Không thể tiếp tục chậm tiến độ xây dựng dự án sân bay Long Thành. Hà Nội, người đàn ông chăn dắt người khuyết tật rồi trả lương 7 triệu đồng một tháng. Khởi tố đôi nam nữ vận chuyển 34 bánh heroin từ nước ngoài về Việt Nam. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum vừa khởi tố hai đối tượng vận chuyển 34 bánh heroin từ Lào về Việt Nam. Ngày 4 tháng 7, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng là Vương Văn Đức, 40 tuổi và Lã Thị Tuyết, 48 tuổi, cùng chú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó vào khoảng 20 giờ, ngày 25 tháng 6, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng chống ma túy và tội phạm và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào thuộc thôn Lệch, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Tại đây, tổ công tác phát hiện Đức và Tuyết đang có hành vi vận chuyển trái phép 34 bánh nghi là heroin từ Lào về Việt Nam. Qua giám định, lực lượng chức năng xác định 34 bánh trên là heroin và có trọng lượng hơn 11 kg. Các đối tượng khai nhận vào ngày 21 tháng 6, cả hai đã lên xe khách đi từ tỉnh Thái Nguyên vào tỉnh Kon Tum, sau đó có người dẫn sang Viêng Chăn của Lào nhận ma túy của một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch và vận chuyển thuê với giá tiền công cho hai người là 340 triệu đồng. Quảng Bình, 4 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia đánh bạc. Kính thưa quý vị, 4 cán bộ đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đánh bạc trong ngày làm việc. Hiện lực lượng chức năng đang xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 3 tháng 7, ông Nguyễn Huệ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình xác nhận 4 cán bộ đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi đánh bạc. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 6 khi nhóm người của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đang đánh bạc ở một nhà hàng trên đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang. Hiện chúng tôi đang chờ văn bản cụ thể từ Công an thành phố Đồng Hới rồi sẽ xử lý theo quy định pháp luật, ông Nguyễn Huệ cho biết. Liên quan tới hành vi này, trước đó vào đầu tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình khởi tố ông Lê Hồng Quân, cán bộ Phòng Quản lý Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1, điều 321 Bộ luật hình sự. Bắt băng nhóm nhiều lần lẻn vào đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trộm tiền. Thưa quý vị, một băng nhóm lẻn vào đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu phân công từng nhiệm vụ cụ thể để trộm tài sản. Các đối tượng vừa xa lưới. Ngày 3 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Thu Nhung, 41 tuổi, Tô Thị Thu, 54 tuổi, Lý Công Tâm, 51 tuổi, Trần Thị Anh Thư, 39 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Xuân, 47 tuổi, cùng trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và Đinh Quang Nghiêm, 35 tuổi, trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, ngày 30 tháng 6, trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Công an thị trấn Đất Đỏ và đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế môi trường Công an huyện Đất Đỏ đã phát hiện nhóm đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn bạc với nhau và cùng đi tới đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu thuộc khu công nghiệp Phước Thới, thị trấn Đất Đỏ để trộm cắp tiền trong thùng công đức. Số tiền trộm cắp được là 192.000 đồng. Trước đó, khoảng 11 giờ 50 ngày 28 tháng 6, cũng tại đền thờ trong khu vực đài tưởng niệm, nhóm đối tượng trên đã thực hiện chót lọt một vụ trộm cắp tài sản, tổng số tiền khoảng 11 triệu đồng. Theo đó, các đối tượng đã phân công một đối tượng tìm cách che camera giám sát trong đền thờ, một đối tượng dùng băng keo hai mặt quấn vào một cây sắt rồi cho vào bên trong thùng công đức, lấy tiền lên đưa ra ngoài. Các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới, sau khi lấy được tiền, cả nhóm chia nhau để tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Đất Đỏ đang điều tra và lập hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Không thể tiếp tục chậm tiến độ xây dựng dự án sân bay Long Thành. Thưa quý vị, có 3 nhóm nhà thầu tham gia gói thầu số 5,
trị giá hơn 35.000 tỷ đồng, nhà ga số hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành Đồng Nai. Thông tin này thắp lên niềm hy vọng trong việc thúc đẩy tiến độ triển khai dự án này. Gói thầu này đã thực hiện đấu thầu lần 1 nhưng không thành công, làm chậm trễ tiến độ xây dựng sân bay Long Thành nên không thể có được đường cất hạ cánh vào năm 2025. Lần đấu thầu này đương nhiên phải đặt ra bài toán thành công, bởi vì nếu thất bại, phải tiếp tục tổ chức đấu thầu lần 3 thì sẽ kéo dài thời gian thêm nữa, dự án tiếp tục lùi, đến năm nào chưa rõ. Tuy đứng trước áp lực tiến độ, cũng không thể vội vàng trong đấu thầu mà phải tiến hành đúng quy trình. Đảm bảo các yếu tố pháp lý chọn ra nhà thầu xứng đáng, đây chính là nhiệm vụ thử thách năng lực của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Trước tình thế này, trách nhiệm nào cũng vô cùng nặng nề. Một là không thể tiếp tục chậm tiến độ và hai là đảm bảo chất lượng gói thầu lớn nhất trị giá 35.000 tỷ đồng. Thêm một yếu tố áp lực khác, lần này ấn định tiến độ thi công xây dựng gói thầu 5.10 sẽ phải kéo dài 39 tháng thay vì 33 tháng như trước đây, bao gồm 36 tháng xây dựng, 3 tháng thử nghiệm, vận hành. Trong trường hợp đấu thầu lần 2 thành công, tiến độ hoàn thành gói thầu 5.10 sẽ phải kéo dài tới tháng 12 năm 2026. Như vậy, phải hoàn thành tất cả các gói thầu khác trước để khi hoàn thành gói thầu này là cất cánh, khi đó mới đúng tiến độ trong năm 2026. Còn một cửa thắng khác nữa đó là sau khi lựa chọn nhà thầu lần này, phải đẩy mạnh thi công tất cả các gói thầu, phải quyết tâm làm nhanh, làm hết sức để vượt tiến độ về đích sớm hơn dự kiến. Hãy loại bỏ tâm thế xây dựng dự án bị chậm tiến độ để thay đổi bằng việc xây dựng vượt tiến độ. Điển hình mới toanh, chúng ta vừa có dự án cao tốc Nha Trang Cam Lâm dài hơn 49 km, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại trong thi công và đã vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch. Từ đây đến năm 2026, dự án có quỹ thời gian 3 năm. Nếu biết khai thác tối đa công nghệ hiện đại, có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, nỗ lực thực hiện tốt và xuất sắc các đầu việc thì đương nhiên sẽ về đích sớm. Các đơn vị có liên quan phải hợp tác tốt để xây dựng dự án sân bay Long Thành đạt chất lượng và phải cam kết đưa vào khai thác đường cất hạ cánh số 1 vào năm 2026, không thể lùi hơn được nữa. Hà Nội, người đàn ông chăn dắt người khuyết tật rồi trả lương 7 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị, Trần Đình Minh trả lương cho hai người khuyết tật để những người này đi bán tăm xin tiền của người dân. Toàn bộ doanh thu có được, những người khuyết tật phải đưa hết tiền cho mình. Ngày 3 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp Công an huyện Gia Lâm làm rõ đối tượng chăn dắt người khuyết tật đi bán tăm tre xin tiền người dân. Theo nhà chức trách, ngày 17 tháng 6, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện Trần Đình Minh, 36 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội điều khiển hai xe máy chở hai người khuyết tật. Tổ công tác đã đưa ba người này về trụ sở để xác minh. Tại đây, một trong hai người khuyết tật tên L, 32 tuổi, quê Hòa Bình, khai bị dị tật từ bé, không thể đi lại được nên đi bán tăm bông, tăm tre ở các khu chợ. Năm 2019, L quen Minh, thời điểm này Minh nuôi L và những người khuyết tật khác. Hàng ngày, Minh chuẩn bị tăm bông, tăm tre, loa phát nhạc, xô nhựa đựng tiền cho L đi bán hàng và xin tiền. Toàn bộ số tiền kiếm được, Minh giữ hết và trả lương cho L 8 triệu một tháng. Ngoài ra, Minh còn nhận nuôi một người khuyết tật khác tên K, 19 tuổi. Minh trả thù lao 7 triệu đồng một tháng để K đi bán hàng, xin tiền người dân. Nhà chức trách xác định L và K làm việc 2 ca một ngày, sáng từ 7 giờ đến 10 giờ, chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý với Trần Đình Minh.